Dù chưa hoàn thiện và khai trương biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023, tuy nhiên tượng linh vật mèo được đặt tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thu hút nhiều người dân đến chụp hình lưu niệm và được cộng đồng mạng tặng mưa lời khen. Theo đó, tượng linh vật mèo được đặt tại quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong có chiều cao 3,1m, chiều dài 2,8m và được chế tác từ xốp cứng thạch cao. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm, 32 tuổi, trú làng An Gia, xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong, chính là tác giả của tác phẩm này. Thời gian thì trong vòng khoảng 10 ngày là vừa nhận vật liệu về, vừa hoàn thiện luôn, là chuyển đến quảng trường này, cố gắng làm ngay lập đêm. Thì đấy cũng có mấy anh em làm với nhau thì cùng ngay đêm làm để cho nó đúng tiến độ á. Ngay khi tác phẩm Linh vật mèo có mặt tại quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, trong sáng 15 tháng 1, nhiều người dân cũng đã trực tiếp đến check-in để được tận mắt xem tượng linh vật này. Bởi tượng mèo được cho là phác họa giống thực tế, gần gũi và ấn tượng. Trước đó, bức ảnh tượng linh vật khi được đăng tải trên mạng xã hội cũng nhận được cơn mưa lời khen. Tập trung làm cái linh vật cũng như là tổ chức các cái hoạt động hội xuân tại cái quảng trường của huyện, thì thông qua đó để tạo cái điểm để cho bà con check-in rồi vui tết đón xuân Quý Mão 2023.